À, về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay app Việt Danh. Chào mừng các em đến với sách toán lớp 10, bộ sách Cánh Diều, chương 3, hàm số và đồ thị. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em trả lời các câu hỏi ở hoạt động và bài tập của bài số 5, hai dạng phương trình quy về phương trình bậc 2. Đầu tiên là câu hỏi khởi động. Câu hỏi khởi động trang 56 như sau. Hai ô tô xuất phát tại cùng một điểm với vận tốc trung bình như nhau là 40 km/h từ hai vị trí A và B trên hai con đường vuông góc với nhau để đi về bến O là giao điểm của hai con đường. Vị trí A cách bến 8 km, vị trí B cách bến 7 km. Gọi x là thời gian hai xe bắt đầu chạy cho tới khi cách nhau 5 km, giống như ở hình 31 đây. Bạn Dương xác định được x thỏa mãn phương trình căn bậc 2 của 8 trừ 40x tất cả bình phương cộng 7 trừ 40x tất cả bình phương bằng 5. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để tính được giá trị của x? Hay nói cách khác là làm thế nào để giải được phương trình có trực căn để tìm ra x? Để trả lời được câu hỏi này thì chúng ta cùng vào đi vào bài học trước đã nhé. Phần thứ nhất là giải phương trình có dạng căn bậc 2 của fx bằng căn bậc 2 của gx, tôi gọi là phương trình loại 1, với fx bằng ax bình phương cộng bx cộng c và gx bằng mx bình phương cộng nx cộng p với a khác m, a hoặc m có thể bằng 0. Ở lý thuyết thì cô đã hướng dẫn các em cách giải phương trình dạng 1 này rồi đúng không? Cô sẽ nhắc lại với các em cách giải phương trình loại 1 nhé. Chúng ta sẽ tiến hành theo 3 bước như sau. Bước 1 là chúng ta sẽ bình phương hai vế của phương trình 1 để dẫn tới phương trình fx bằng gx và sẽ đi tìm tầm nghiệm của phương trình này. Bước thứ hai, chúng ta sẽ thay tầm nghiệm của phương trình fx bằng gx vào bất phương trình fx lớn hơn hoặc bằng 0 hoặc gx lớn hơn hoặc bằng 0. Nghiệm nào thỏa mãn thì ta giữ lại, nghiệm nào không thỏa mãn thì ta loại đi. Và bước 3 là chúng ta sẽ kết luận nghiệm của phương trình. Với lưu ý rằng trong quá trình giải bài toán thì chúng ta ở bước 2 có thể chọn bất phương trình fx lớn hơn hoặc bằng 0 hoặc gx lớn hơn hoặc bằng 0 đều được. Tuy nhiên chúng ta sẽ ưu tiên chọn bất phương trình nào đơn giản hơn. Sau đây chúng ta cùng làm ở phần luyện tập 1 trang 57. Với câu hỏi như sau, hãy giải phương trình căn bậc 2 của 3x bình phương trừ 4x cộng 1 bằng căn bậc 2 của x bình phương cộng x trừ 1. Tôi đặt đây là phương trình số 1. Đầu tiên chúng ta cùng quan sát vào hai hàm số ở phía dưới dấu cắt. Thì hàm số fx ở phía bên trái là một tam thức bậc 2 có hệ số a bằng 3 khác 0. Và hàm số dưới dấu căn ở phía bên phải là gx cũng là một tam thức bậc 2 có hệ số a bằng 1 khác 0. Như vậy chúng ta thấy là phương trình 1 là phương trình ở có dạng là phương trình loại 1 như cô vừa nhắc tới. Sau đây cô sẽ hướng dẫn các em cách giải phương trình 1 này theo 3 bước như cô vừa hướng dẫn. Đầu tiên là chúng ta sẽ bình phương hai vế của phương trình 1 thì ta sẽ được một phương trình bất căn có dạng là 3x bình phương trừ 4x cộng 1 bằng x bình phương cộng x trừ 2. Tôi gọi đây là phương trình số 2 nhé. Sau đó chúng ta sẽ chuyển vế đổi dấu và đưa phương trình số 2 về dạng một phương trình bậc 2 ẩn x, đó là phương trình 2x bình phương trừ 5x cộng 2 bằng 0. Bằng cách sử dụng biến thức delta thì chúng ta có thể tìm được hai nghiệm của phương trình này là x bằng 2 và x bằng 1/2. Với bước 2 thì chúng ta sẽ thay lần lượt hai giá trị của x vào bất phương trình x bình phương cộng x trừ 1 lớn hơn hoặc bằng 0. Thì ta thấy chỉ có x bằng 2 là thỏa mãn. Vậy ta có thể kết luận tập nghiệm của phương trình 1 là duy nhất x bằng 2. Với lưu ý rằng ở bước số 2 này chúng ta cũng có thể thay vào bất phương trình 3x bình phương trừ 4x cộng 1 lớn hơn hoặc bằng 0. Tiếp theo chúng ta sang phần thứ hai là giải phương trình có dạng căn bậc 2 của fx bằng gx. Tôi gọi đây là phương trình loại 2 với fx bằng ax bình phương cộng b cộng c và gx bằng dx cộng e với a khác d bình phương, a hoặc d thì có thể bằng 0. Nhắc lại rằng với phương trình loại 2 thì chúng ta cũng sẽ tiến hành theo 3 bước giải. Bước thứ nhất là chúng ta sẽ giải bất phương trình gx lớn hơn hoặc bằng 0 để đi tìm tầm nghiệm của bất phương trình này. Bước số 2 là chúng ta sẽ bình phương hai vế của phương trình có trực căn để tìm nghiệm của phương trình đó.
Bước 3 là trong những nghiệm của phương trình fx bằng gx bình phương thì ta sẽ giữ lại những nghiệm mà thuộc vào tập nghiệm của bất phương trình gx lớn hơn hoặc bằng 0. Sau đó chúng ta sẽ kết luận tập nghiệm. Sau đây chúng ta cùng thực hành trên phần luyện tập 2 trang 58 với câu hỏi như sau. Hãy giải phương trình căn bậc 2 của 3x trừ 5 bằng x trừ 1. Đầu tiên thì chúng ta cùng quan sát vào hình dạng hay là gọi là cấu tạo của cái phương trình ở phần luyện tập 2 này. Thì chúng ta thấy biểu thức sử dụng căn là fx ở dạng nhị thức bậc nhất, và cái biểu thức gx cũng dạng cũng ở dạng là nhị thức bậc nhất. Chúng ta sẽ tiến hành theo 3 bước như sau. Đầu tiên là chúng ta sẽ giải cái bất phương trình x trừ 1 lớn hơn hoặc bằng 0, chính là cái bất phương trình gx lớn bằng 0 đấy ạ. Tôi gọi đó là bất phương trình số 2. Thì tôi thấy bất phương trình số 2 này tương đương với x lớn hơn hoặc bằng 1, hay nói cách khác là tập nghiệm của bất phương trình số 2 là nửa khoảng từ 1 đến dương vô cùng. Sau đó bước 2 là bình phương hai vế của phương trình này. Phương trình có chứa căn thì ta được 3x trừ 5 bằng x trừ 1 tất cả bình phương. Tôi gọi đây là phương trình số 3. Bằng cách sử dụng hàng đẳng thước a trừ b tất cả bình phương bằng a bình phương trừ 2ab cộng b bình, thì phương trình 3 sẽ dẫn tới tương đương với là 3x trừ 5 bằng x bình phương trừ 2x cộng 1. Ta chuyển vế đổi dấu để đưa về một phương trình bậc 2 có dạng x bình phương trừ 5x cộng 6 bằng 0. Ta thấy phương trình này có hai nghiệm là x bằng 2 và x bằng 3. Ở hai giá trị này, ta thấy khi thay vào bất phương trình x lớn bằng 1 thì ta thấy chúng đều thỏa mãn. Như vậy là phương trình đã cho sẽ có hai nghiệm là x bằng 2 và x bằng 3. Bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại để trả lời câu hỏi ở phần khởi động nhé. Cô xin nhắc lại câu hỏi ở phần khởi động như sau. Hai ô tô xuất phát tại cùng một điểm với vận tốc trung bình như nhau là 40 km/h từ hai vị trí A và B trên hai con đường vuông góc với nhau để đi về bến B là giao của hai con đường. Vị trí A thì cách bến 8 km, vị trí B cách bến 7 km. Tôi gọi x là thời gian hai xe bắt đầu chạy cho tới khi cách nhau 5 km như ở hình 31. Đây, hình 31 đây. Đây cô viết thành hình 32 bởi vì nó có các chú thích thêm nhé. Bạn Dương xác định được x thỏa mãn phương trình là căn bậc 2 của 8 trừ 40 x tất cả bình phương cộng 7 trừ 40 x tất cả bình phương bằng 5. Hãy giải thích vì sao mà bạn Dương xác định được x thỏa mãn phương trình như trên và hãy giải phương trình đó. Đầu tiên chúng ta sẽ đi tìm cách xem là cùng giải thích xem là vì sao bạn Dương lại tìm được cái phương trình như thế này, đúng không ạ? Nào bây giờ chúng ta cùng theo dõi vào hình 32 nhé. Quãng đường ô tô xuất phát từ A, B đi được sau x giờ sẽ là 40 nhân với x. Bởi vì sao ạ? Bởi vì hai ô tô này có vận tốc trung bình như nhau là 40 km/h. Nếu như tôi gọi x là thời gian hai xe bắt đầu chạy cho tới khi cách nhau 5 km, thì cái quãng đường ô tô xuất phát từ A và B đi được sau x giờ sẽ là 40 nhân với x km. Sau x giờ thì ô tô xuất phát từ vị trí A đến C cách ô một khoảng là OC. Thì vì OA bằng 8 km cho nên OC sẽ bằng 8 trừ đi 40 km. Tương tự như vậy, sau x giờ thì ô tô xuất phát từ vị trí B đến D cách O một khoảng OD sẽ bằng 7 trừ đi 40 km. Vì OC và OD phải thỏa mãn điều kiện là lớn hơn hoặc bằng 0, cho nên ta có 8 trừ 40 x lớn hơn hoặc bằng 0 và 7 trừ 40 x lớn hơn hoặc bằng 0. Giải hai bất phương trình này thì dẫn tới x sẽ phải nhận giá trị lớn hơn hoặc bằng 0, nhỏ hơn hoặc bằng 0,175. Do tam giác OAC là một tam giác vuông nên theo định lý Pythagore thì ta có CD bình phương sẽ bằng OC bình phương cộng với OD bình phương. Và ta rút ra được CD sẽ bằng căn bậc 2 của OC bình phương cộng với OD bình phương. Mà ta thay OC bằng 8 trừ 40x và OD bằng 7 trừ 40x thì khi đó CD sẽ bằng căn bậc 2 của 8 trừ đi 40x tất cả bình cộng 7 trừ đi 40x tất cả bình.
Do đó ta có căn bậc 2 của 8 trừ 40x tất cả bình cộng 7 trừ đi 40x tất cả bình bằng 5, bởi vì CD bằng 5 theo giả thiết. Dẫn tới là chúng ta sẽ, đó là cô đã giải thích xong các em ở câu hỏi số 1 là vì sao bạn Dương lại tìm ra được công thức đó, đúng không ạ? Và bây giờ chúng ta sang bước 2, đó là chúng ta sẽ đi giải cái phương trình này. Thì chúng ta nhìn thấy cái phương trình này rơi vào phương trình loại 2, căn bậc 2 của fx bằng gx, đúng không? Nhưng trong đó gx ở đây là một hằng số. Thì sau đây cô sẽ hướng dẫn các em giải phương trình này bằng cách là chúng ta sẽ bình phương hai vế. Vì gx này là hằng số luôn lớn không rồi nên chúng ta không cần phải giải cái phương trình gx lớn bằng không nữa. Ta chỉ việc bình phương hai vế lên để có mất căn thì ta được 8 trừ 40x tất cả bình cộng với 7 trừ 40x tất cả bình phương bằng 25 bằng cách sử dụng hằng đẳng thức a trừ b tất cả bình phương. Sau đó chúng ta sẽ nhóm các hệ số của x bình này, hệ số của x và hệ số tự do. Thì phương trình này sẽ dẫn tới một cái phương trình bậc 2 ẩn x có dạng là 3200x bình phương trừ đi 1200x cộng với 88 bằng 0. Chia cả hai vế cho 8 thì sẽ dẫn tới phương trình rút gọn là 400x bình phương trừ 150x cộng 11 bằng 0. Bằng cách sử dụng biểu thức delta thì ta giải ra được phương trình này có hai nghiệm phân biệt là x bằng 0,1 và x bằng 0,275. Đối chiếu với điều kiện là x lớn hơn hoặc bằng 0, nhỏ hơn hoặc bằng 0,175 thì ta thấy là chỉ có x bằng 0,1 là thỏa mãn. Vậy thì thời gian từ lúc hai xe bắt đầu chạy cho tới khi cách nhau 5 km sẽ là 0,1 giờ. Các em trả lời xong câu hỏi ở phần khởi động rồi nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang phần bài tập. Đầu tiên là bài số 1 trang 58. Giải các phương trình sau: a nhỏ, căn bậc 2 của 2x trừ 3 bằng căn bậc 2 của 2x bình phương trừ 3x trừ 1. B nhỏ, căn bậc 2 của 4x bình phương trừ 6x trừ 6 bằng căn bậc 2 của x bình phương trừ 6. C nhỏ, căn bậc 2 của x cộng 9 bằng 2x trừ 3. Và D nhỏ, căn bậc 2 của trừ x bình phương cộng 4x trừ 2 bằng 2 trừ x. Quan sát bốn cái phương trình có trừ căn ở bài số 1 thì chúng ta thấy là phương trình ở ý A và phương trình ở ý B thuộc vào phương trình loại 1. Còn phương trình ở ý C và ý D chính là phương trình loại 2. Với mỗi phương trình loại 1 và loại 2 thì cô cũng đều hướng dẫn cho các em các bước để giải rồi, đúng không ạ? Và sau đây cô sẽ hướng dẫn cụ thể hơn ở từng ý nhé. Đầu tiên là ý A, căn bậc 2 của 2x trừ 3 bằng căn bậc 2 của 2x bình phương trừ 3x trừ 1. Đầu tiên chúng ta sẽ bình phương hai vế của phương trình thì ta được 2x bình phương trừ 3x trừ 1 sẽ bằng 2x trừ 3. Chuyển vế và đổi dấu thì ta đưa được về một phương trình bậc 2 ẩn x, đó là 2x bình phương trừ 5x cộng 2 bằng 0. Ta thấy phương trình này có hai nghiệm phân biệt là x bằng 2 và x bằng 1/2. Ta sẽ lần lượt thay cả hai giá trị vào bất phương trình 2x trừ 3 lớn hơn hoặc bằng 0 thì ta thấy cả hai giá trị này đều thỏa mãn. Vậy phương trình đã cho sẽ có hai nghiệm là x bằng 2 và x bằng 1/2. Các em lưu ý là ở đây chúng ta có thể thay cả x bằng 2 và x bằng 1/2 vào bất phương trình 2x bình phương trừ 3x trừ 1 lớn hơn bằng 0. Tuy nhiên là khi về dạy phần lý thuyết thì cô có chú ý với các em là trong hai bất phương trình fx lớn hơn hoặc bằng 0 và gx lớn bằng 0 thì chúng ta có thể chọn cái bất phương trình nào đơn giản hơn để chúng ta thay vào. Thì ở hai bất phương trình này thì chúng ta thấy cái bất phương trình 2x trừ 3 lớn hơn bằng 0 là đơn giản hơn thì chúng ta sẽ ưu tiên chọn để thay hai cái giá trị này vào để chúng ta kiểm tra nhé. Tiếp theo ở ý B, căn bậc 2 của 4x bình phương trừ 6x trừ 6 bằng căn bậc 2 của x bình phương trừ 6. Chúng ta cũng làm tương tự như ở ý A nhé. Đầu tiên là chúng ta sẽ bình phương hai vế lên này thì ta được một quy phương trình có mất căn là 4x bình phương trừ 6x trừ 6 bằng x bình phương trừ 6. Sau đó chúng ta chuyển vế đổi dấu và đưa về một phương trình bậc 2 ẩn x là 3x bình phương trừ 6x bằng 0. Chúng ta có thể đưa 3x ra làm nhân tử chung thì còn lại là x trừ 2 bằng 0. Dẫn tới là phương trình sẽ có hai nghiệm là x bằng 0 và x bằng 2. Sau đó ta sẽ thay lần lượt cả hai giá trị này vào bất phương trình x bình phương trừ 6 lớn hơn hoặc bằng 0. Thì ta thấy cả hai giá trị này đều không thỏa mãn. Vậy suy ra
ta kết luận là phương trình đã cho là vô nghiệm. Đến đây cô cũng lưu ý với các em là chúng ta hoàn toàn có thể thay x bằng 0, x bằng 2 vào bất phương trình 4x bình phương trừ 6x trừ 6 lớn hơn hoặc bằng 0. Nhưng ta nhận thấy là cái phương trình x bình phương trừ 6 lớn hơn hoặc bằng 0 là đơn giản hơn. Nên chúng ta sẽ ưu tiên chọn và thay vào bất phương trình này các em nhé. Tiếp theo là ở ý C, căn bậc 2 của x cộng 9 bằng 2x trừ 3. Tôi gọi đây là phương trình số 3. Trước hết là ta sẽ giải bất phương trình 2x trừ 3 lớn hơn hoặc bằng 0 tương đương với x lớn hơn hoặc bằng 3/2. Hay tập nghiệm của bất phương trình này chính là nửa khoảng từ 3/2 đến dấu vô cùng. Sau đó bước 2 là ta sẽ bình phương cả hai vế để khử bất căn thì sẽ dẫn tới phương trình có dạng là x cộng 9 bằng 2x trừ 3 tất cả bình phương. Bằng cách sử dụng hàng đẳng thức a trừ b tất cả bình phương và chuyển vế đổi dấu thì ta sẽ đưa được về dạng phương trình bằng 2 ẩn x là 4x bình phương trừ 13x bằng 0. Tôi đặt x ra làm nhân tử chung thì ta được 4x trừ 13 bằng 0. Ta thấy phương trình này có hai nghiệm là x bằng 0 và x bằng 13/4. Trong hai giá trị trên thì chỉ có giá trị x bằng 13/4 là thỏa mãn điều kiện x lớn, thỏa mãn cái tập nghiệm x lớn hơn hoặc bằng 3/2. Cho nên ta sẽ kết luận là nghiệm của phương trình đã cho là x bằng 13/4. Tương tự như thế ý D thì ta thấy đây là một phương trình ở dạng loại 2. Trước hết ta sẽ giải bất phương trình là 2 trừ x lớn hơn hoặc bằng 0 tương đương với x nhỏ hơn hoặc bằng 2. Hay tập nghiệm của bất phương trình này là nửa khoảng từ 2 đến dương vô cùng. Bình phương hai vế của 4 thì ta dẫn tới một phương trình mất căn là trừ x bình phương cộng 4x trừ 2 bằng 2 trừ x tất cả bình phương. Bằng cách sử dụng hàng đẳng thức a trừ b tất cả bình phương và chuyển vế đổi dấu thì ta đưa được về phương trình bậc 2 ẩn x là x bình phương trừ 4x cộng 3 bằng 0. Phương trình này có hai nghiệm là x bằng 3 và x bằng 1. Thì trong hai giá trị trên thì ta thấy chỉ có giá trị x bằng 1 là thỏa mãn tập nghiệm x nhỏ hơn hoặc bằng 2. Khi đó thì chúng ta kết luận nghiệm của phương trình đã cho là x bằng 1. Tiếp theo chúng ta chuyển sang bài 2 trang 59. Giải các phương trình sau: a nhỏ căn bậc 2 của 2 trừ x cộng 2x bằng 3, b nhỏ căn bậc 2 của trừ x bình phương cộng 7x trừ 6 cộng x bằng 4. Ta thấy cả hai phương trình này đều chưa ở dạng loại 1 cũng như loại 2. Bây giờ chúng ta sẽ tìm cách chuyển vế đổi dấu để đưa về một trong hai dạng đó nhé. Cụ thể như sau: ở ý A, căn bậc 2 của 2 trừ x cộng 2x bằng 3 thì tôi sẽ chuyển 2x sang phía bên kia. Tôi được một phương trình tương đương với nó là căn bậc 2 của 2 trừ x bằng 3 trừ 2x. Các em có nhận ra được đây là dạng của phương trình loại 1 hay loại 2 không? Đây chính là phương trình căn bậc 2 của fx bằng gx là dạng của phương trình loại 2 đúng không nào? Với phương trình loại 2 này thì chúng ta sẽ giải như sau. Đầu tiên là ta sẽ giải bất phương trình gx lớn hơn hoặc bằng 0, tức là 3 trừ 2x lớn hơn hoặc bằng 0, tương đương với x nhỏ hơn hoặc bằng 3/2. Như vậy tập nghiệm của bất phương trình này là nửa khoảng từ 3/2 đến dương vô cùng. Sau đó chúng ta sẽ bình phương hai vế của phương trình 1 để khử bớt căn thì sẽ dẫn tới một phương trình là 2 trừ x bằng 3 trừ 2x tất cả bình phương. Bằng cách sử dụng hàng đẳng thức a trừ b tất cả bình phương và chuyển vế đổi dấu, ta đưa được phương trình này về một phương trình tương đương là phương trình bậc 2 ẩn x có dạng 4x bình phương trừ 11x cộng 7 bằng 0. Phương trình này có hai nghiệm phân biệt là x bằng 1 và x bằng 7/4. Ta thấy trong hai giá trị này thì x bằng 1 là thỏa mãn tập nghiệm x nhỏ hơn hoặc bằng 3/2. Khi đó ta kết luận nghiệm của phương trình đã cho là x bằng 1. Tương tự như thế đối với ý B, căn bậc 2 của trừ x bình phương cộng 7x trừ 6 cộng x bằng 4. Ta sẽ chuyển x sang phía bên kia và đưa về dạng căn bậc 2 của trừ x bình phương cộng 7x trừ 6 bằng 4 trừ x. Ta thấy phương trình này chính là căn bậc 2 của fx bằng gx, cũng là ở dạng loại 2 đúng không nào? Với fx là một tan thức bậc 2 với hệ số a bằng trừ 1. Đầu tiên ta sẽ giải bất phương trình gx lớn hơn hoặc bằng 0, tức là 4 trừ x lớn hơn hoặc bằng 0, tương đương với x nhỏ hơn hoặc bằng 4.
Như vậy tập nghiệm của bậc phương trình này là nửa khoảng từ 4 đến dương vô cực. Sau đó ta bình phương hai vế thì dẫn tới phương trình trừ x bình phương cộng 7x trừ 6 bằng 4 trừ x tất cả bình phương. Sử dụng hằng đẳng thức, chuyển vế đổi dấu và ta đưa về một phương trình tương đương với phương trình ban đầu, đó là một phương trình bậc 2 ẩn x có dạng 2x bình phương trừ 15x cộng 22 bằng 0. Thì phương trình này có hai nghiệm phân biệt là x bằng 2 và x bằng 11/2. Trong hai giá trị trên thì ta thấy chỉ có x bằng 2 là thỏa mãn tập nghiệm x nhỏ hơn hoặc bằng 4. Khi đó chúng ta sẽ kết luận nghiệm của phương trình đã cho là x bằng 2. Tiếp theo chúng ta chuyển sang bài 3, trang 59. Để leo lên một bức tường thì bác Nam dùng một chiếc thang có chiều dài cao hơn bức tường đó 1 mét. Ban đầu bác Nam đặt chiếc thang mà đầu trên của chiếc thang đó vừa chạm đúng vào mép trên của bức tường như hình 33A. Sau đó bác Nam lại dịch chuyển chân thang vào gần chân tường thêm 0,5 mét. Thì bác Nam nhận thấy thang tạo với mặt đất một góc là 60 độ như ở hình 33B. Câu hỏi đặt ra là bức tường cao bao nhiêu mét? Làm tròn kết quả đến hàng phần 10. Sau đây cô sẽ hướng dẫn các em trả lời bài tập số 3 trang 59 như sau nhé. Ta gọi chiều cao của bức tường là x mét. Điều kiện là x phải lớn hơn 0. Vì chiếc thang cao hơn bức tường 1 mét nên chiều cao của chiếc thang phải là x cộng 1. Khi đó thì quan sát vào hình 33A, ta thấy đoạn AC này chính là x mét, đoạn AB chính là x cộng 1 và tam giác ABC vuông tại C, nên theo định lý Pythagore thì ta có AB bình phương bằng AC bình phương cộng BC bình phương. Suy ra BC bình sẽ bằng AB bình phương trừ AC bình phương. Chúng ta thay AB bằng x cộng 1 và AC bằng x thì ta được x cộng 1 tất cả bình phương trừ x bình phương và bằng 2x cộng 1. Và ta khai căn hai vế thì ta được BC chính bằng căn bậc 2 của 2x cộng 1. Tiếp tục quan sát vào hình 33B. Sau khi mà bác Nam đã dịch chuyển chiếc thang vào gần bức tường là 0,5 mét thì chúng ta được một cái tam giác mới là tam giác DEG. Chúng ta cùng theo dõi vào hình 33B nhé. Ta thấy chiều cao của bức tường là không thay đổi, nó vẫn là đoạn DG bằng x mét. Khi bác Nam dịch chuyển chân thang vào gần tường thêm 0,5 mét thì cái đoạn GE chính là bằng BC trừ y 0,5 mét. Suy ra đoạn GE chính bằng căn bậc 2 của 2x cộng 1 trừ y 0,5. Ta lại có tam giác DGE vuông tại G, cho nên tang của DGE sẽ bằng DG trên GE. Tang của góc DGE này chính bằng DG chia cho GE. Mà góc DEG theo giả thiết thì bằng 60 độ. Đoạn DG bằng x và GE bằng căn bậc 2 của 2x cộng 1 trừ 0,5. Thay vào thì ta có x chia cho căn bậc 2 của 2x cộng 1 trừ 0,5 chính bằng tang của 60 độ. Mà tang của 60 độ thì bằng căn 3. Vậy suy ra x sẽ bằng căn 3 nhân với căn bậc 2 của 2x cộng 1 trừ 0,5. Ta đưa căn 3 vào dấu ngoặc thì ta tương đương với x bằng căn bậc 2 của 3 nhân với 2x cộng 1 trừ căn 3/2. Hay chuyển x sang thì ta được căn bậc 2 của 3 nhân với 2x cộng 1 bằng x cộng với căn 3/2. Ta thấy phương trình số 1 chính là một phương trình có chứa căn ở loại 2. Để giải phương trình này thì chúng ta sẽ sử dụng 3 bước giải của phương trình loại 2 nhé. Ta bình phương hai vế của phương trình 1 thì được 3 nhân với 2x cộng 1 bằng x cộng với căn 3/2 tất cả bình phương. Bằng cách sử dụng hằng đẳng thức và chuyển vế đổi dấu, ta đưa về một phương trình tương đương ở dạng phương trình bậc 2 ẩn x là x bình phương cộng với căn 3 trừ 6 nhân x trừ đi 9/4 bằng 0.
Và phương trình này có hai nghiệm là x xấp xỉ bằng 4,7 và x xấp xỉ bằng trừ 0,5. Do x có điều kiện là lớn hơn 0 cho nên chỉ có giá trị 4,7 là thỏa mãn điều kiện. Vậy ta có thể kết luận là bức tường cao vào khoảng 4,7 mét. Tiếp theo bài số 4 trang 59. Một người đứng ở điểm A trên bờ sông rộng 300 mét, chèo thuyền đến vị trí D, sau đó chạy bộ đến vị trí B, cách C một khoảng 800 mét như ở hình 34. Vận tốc chèo thuyền là 6 km/h, vận tốc chạy bộ là 10 km/h và giả sử vận tốc dòng nước là không đáng kể. Hãy tính khoảng cách từ vị trí C đến vị trí D, biết tổng thời gian người đó chèo thuyền và chạy bộ từ A đến B là 7,2 phút. Chúng ta cùng theo dõi vào hình 34 nhé. Đoạn AC theo giả thiết bằng 300 mét, đoạn CD theo giả thiết bằng 800 mét. Và đầu bài yêu cầu chúng ta tính độ dài của đoạn CD. Vì theo giả thiết thì vận tốc được tính theo đơn vị km/h, còn khoảng cách ở đây thì vẫn để đơn vị là mét, thời gian là phút, cho nên chúng ta trước khi giải thì chúng ta sẽ phải đổi đơn vị. Đổi 300m bằng 0,3 km, 800m bằng 0,8 km và 7,2 phút chính bằng 0,12 giờ. Tôi gọi độ dài khoảng cách từ vị trí C đến D là x km và x phải thỏa mãn điều kiện là lớn hơn 0. Khi đó thì ta có đoạn AC chính là 0,3 km, CD là x km và BC là 0,8 km. DB thì bằng BC trừ CD, mà BC thì bằng 0,8 và CD bằng x, cho nên DB chính là 0,8 trừ x km. Ta lại có tam giác ACD vuông tại C, nên áp dụng định lý Pythagore thì ta có AD bình phương bằng AC bình cộng CD bình. Thay vào thì AD bình phương chính là 0,3 bình phương cộng với x bình phương, tức là 0,09 cộng với x bình. Khải căn hai vế thì ta được AD bằng căn bậc 2 của 0,09 cộng x bình phương. Do khoảng cách từ vị trí A đến vị trí D là căn bậc 2 của 0,09 cộng x km mà vận tốc chèo thuyền là 6 km/h và vận tốc dòng nước không đáng kể, nên thời gian chèo thuyền từ A đến D chính là T1, thời gian bằng quãng đường chia cho vận tốc, tức là sẽ bằng căn bậc 2 của 0,09 cộng x bình phương chia 6 giờ. Và quãng đường từ vị trí D đến vị trí B là 0,8 trừ x km, vận tốc chạy bộ là 10 km/h, nên thời gian người đó chạy bộ từ vị trí D đến vị trí B tôi đặt là T2, cũng bằng quãng đường chia thời gian, tức là 0,8 trừ x chia cho 10. Tổng thời gian người đó chèo thuyền sẽ là, tổng thời gian người đó vừa chèo thuyền lại vừa đi bộ đấy, sẽ là T1 cộng với T2 bằng T và bằng 0,12 giờ theo giả thiết. Thì khi đó chúng ta thay vào, ta được là căn bậc 2 của 0,09 cộng x bình phương trên 6 cộng với 0,8 trừ x trên 10 bằng 0,12. Bằng cách quy đồng mẫu số và bỏ mẫu thì sẽ và chuyển vế đổi dấu, ta sẽ đưa về dạng phương trình tương đương là 5 nhân với căn bậc 2 của 0,09 cộng x bình bằng 1,2 cộng 3x. Ta thấy phương trình 1 này ở dạng phương trình có chứa căn loại 2 và chúng ta sẽ cùng sử dụng các bước giải của phương trình loại 2 để giải phương trình này nhé. Ta bình phương cả hai vế thì ta được 25 nhân với 0,09 cộng x bình phương bằng 1,2 cộng 3x tất cả bình phương. Bằng cách sử dụng hàng đẳng thức a cộng b tất cả bình phương, sau đó chuyển vế đổi dấu, ta sẽ dẫn tới một phương trình tương đương là một phương trình bậc 2 ẩn x có dạng là 16x bình phương trừ 7,2x cộng 0,81 bằng 0. Phương trình này có nghiệm là x bằng 0,225, thỏa mãn điều kiện là x lớn hơn 0. Vậy suy ra x bằng 0,225 km hay chính là 225m. Ta có thể kết luận là khoảng cách từ vị trí C đến vị trí D là 225m. Tiếp theo là một bài toán số 5 trang 59. Bài này cũng hoàn toàn tương tự giống như bài tập số 4. Chúng ta cũng có thể tự làm theo nhé. Cụ thể đầu bài như sau. Một ngọn hải đăng đặt tại vị trí A cách bờ biển một khoảng cách
AB bằng 4 km. Trên bờ biển có một cái kho ở vị trí C, cách B một khoảng là 7 km. Người canh hải đăng có thể chèo thuyền từ A đến vị trí M trên bờ biển với vận tốc là 3 km một giờ, rồi đi bộ đến C với vận tốc 5 km một giờ như ở hình 35 đây. Hãy tính khoảng cách từ vị trí B đến vị trí M. Biết thời gian người đó đi từ A đến C là 148 phút. Đọc qua đầu bài như này thì chúng ta thấy nó cũng hoàn toàn giống như bài số 4 thôi, đúng không ạ? Chúng ta có thể làm theo bài số 4 nhé. Và sau đây cô sẽ hướng dẫn các em cụ thể cách làm như sau. Tôi sẽ đổi 148 phút bằng 37 phần 15 giờ. Tôi gọi khoảng cách từ B đến M là x km. Khi đó thì AB chính bằng 4 km này, BM bằng x km, BC bằng 7 km. Vậy thì đoạn MC bằng BC trừ BM chính là bằng 7 trừ đi x km. Tam giác ABM thì vuông tại B nên ta áp dụng định lý Pythagore thì ta có AM bình phương bằng AB bình phương cộng BM bình phương. Và thay vào, ta có AM bình phương bằng 4 bình phương cộng x bình phương, tức là bằng 16 cộng x bình. Khai căn hai vế thì ta được AM bằng căn bậc 2 của 16 cộng x bình phương. Do đó khoảng cách từ A đến M chính là căn bậc 2 của 16 cộng x bình phương km. Mà vận tốc chèo thuyền thì là 3 km một giờ, nên thời gian chèo thuyền từ A đến M sẽ bằng quãng đường chia cho vận tốc T1 chính bằng căn bậc 2 của 16 cộng x bình phương trên 3 giờ. Khoảng cách từ M đến C là 7 trừ x km. Và người đó đi bộ với vận tốc 5 km một giờ, nên thời gian đi bộ từ M đến C tôi đặt là T2, cũng được tính bằng công thức là quãng đường chia cho vận tốc, tức là bằng 7 trừ x chia cho 5 giờ. Như vậy tổng thời gian người đó đi từ A đến C chính là bằng tổng thời gian người đó đi từ A đến M và từ M đến C, tức là T1 cộng T2, và tôi đặt nó bằng T, chính là bằng 37 phần 15 giờ theo giả thiết. Khi đó ta có phương trình căn bậc 2 của 16 cộng x bình phương trên 3 cộng với 7 trừ x trên 5 bằng 37 phần 15. Quy đồng mẫu thức và bỏ mẫu dẫn tới một phương trình tương đương có dạng là 5 nhân với căn bậc 2 của 16 cộng x bình phương bằng 16 cộng 3x. Ta thấy phương trình 1 là phương trình có chứa căn thuộc loại 2. Chúng ta sẽ giải như sau. Bình phương hai vế của phương trình này dẫn tới 25 nhân với 16 cộng x bình bằng 16 cộng 3x tất cả bình phương. Bằng cách sử dụng hàng đẳng thức a cộng b tất cả bình phương, chuyển vế đổi dấu, ta đưa về một phương trình tương đương với nó, đó là một phương trình bậc 2 ẩn x có dạng 16x bình phương trừ 96x cộng 144 bằng 0. Phương trình này có nghiệm x bằng 3 và ta thấy nó thỏa mãn điều kiện x lớn hơn 0. Khi đó chúng ta sẽ kết luận là khoảng cách từ vị trí B đến vị trí M là 3 km. Đến đây, cô đã hướng dẫn xong các em trả lời các câu hỏi ở hoạt động và bài tập của bài số 5. Hẹn gặp lại các em ở bài tiếp theo nhé! Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.